Xin chào tất cả các anh chị. Hôm nay vườn bonsai Minh Hưng tiếp tục gửi đến các anh chị clip số 250. Trong clip ngày hôm nay thì em có cũng hơn 10 loại cây để giao lưu với anh chị. Đa số vẫn là những cây ít tiền, giá rẻ, rất là dễ chơi. Cách mua bán của bên em thì vẫn y như thường lệ là nhận ship COD và bao phí vận chuyển tất cả những cái cây mà anh chị chọn mua. Cây nào có chậu hoặc là không có chậu thì em đều nói rõ cho anh chị biết. Nhưng anh chị nào chưa từng mua cây của bên em thì vui lòng liên hệ với số điện thoại ở cuối cùng bên tay trái màn hình của anh chị. Đó là số điện thoại của vườn bonsai Minh Hưng. Anh chị có thể kết bạn Zalo hoặc là gọi điện thoại trực tiếp đi chốt cây. Mã số 1 ngày hôm nay là một cây mai chiếu thủy da đen lá lớn. Cây này thì bệ đế nở to, cũng rất là giót cây, cốt đuôi cũng to rồi. Hoành đế trên miệng chậu 75cm, hoành thân 34, chiều cao 30 và tà ngang của cây là 48cm. So sánh giúp em cái lon bia với cái hoành thân của cây. Cốt đùi hiện tại bên tay trái màn hình của anh chị đo được là 15cm và cái cốt đùi bên tay phải đo được là 12cm. Phía sau chi phong thì nó khoảng cỡ 2 lần so với ngón tay cái anh chị. Phía sau chi phong thì cái đùi nó cũng còn hơi còn nhỏ, chưa được căng lắm. Bệ đế nở to và giót cây. Nhờ để em nó nghiêng cây cho anh chị xem chi cành nó phân bổ như thế nào. Cây cũng được nuôi cắt giật kỹ. Cốt đùi khá to. Hiện tại thì cây cũng đã được khóa ngọn. Đây là phía dưới của mặt sau. Vẫn còn một số chi tiết nó còn hơi thiếu nhưng mà cũng không quan trọng lắm anh chị. Chút à, không nhiều lắm đâu. Mấy cái này thì anh chị về vừa chơi và mình là làm thêm chừng vài ba tháng nữa là nó cũng đã xong rồi. Giót cây. Bể đế thì đều rất là tự nhiên và nở to. Anh chị thấy là đế cấp 2 ra khá nhiều. Cây này nuôi cũng khá lâu rồi anh chị. Cây mai chiếu thủy da đen lá lớn mã số 1, giá của nó là 8 triệu, bao phí vận chuyển. Cây này thì em sẽ bó bầu để gửi cây. Hiện tại thì cây đang nằm trong một cái chậu xi măng. Chậu này đường kính ngang của nó là 40cm anh chị. Rồi em xin phép xuống cây. Mã số 2 hôm nay tiếp tục là một cây hoa giấy Mỹ Rinh. Cây này là cây được nuôi cốt đùi, một cây tàn bay. Do cái tàn của nó hơi dài cho nên là cây này em không quay được, mà tí xíu em sẽ đem máy lại gần và em quay từng chi tiết cho anh chị xem. Trước khi mà em quay thì em báo thông số trước ha. Hoành đế trên miệng chậu 62cm, hoành thân ngay cái cổ của cây là 26cm, chiều cao 36 và cái tàn bay của cây là 56cm. Đó là mình tính cái tàn có lá đó anh chị. Nếu mà tính từ tàn bay vô tới trong cái gốc luôn thì nó khoảng cỡ tầm 70cm hơn anh chị. Chiều dài nó hơi dài. Cái này thì củ của nó đặc, rễ nhiều. Mình thì sạch, không có bị hư, không bị cháy tuột. Cốt đùi hiện tại của cây hoa giấy Mỹ này thì nó to cỡ ngón tay cái. Đây là những cây hoa giấy Mỹ được nuôi cốt đùi cũng khá kỹ. Rồi em sẽ nhờ để em nó quay một vòng cho anh chị xem cái dàn tàn. Quay thật chậm để cho anh chị có thể thật nhìn thật rõ luôn. Do nó quá dài, nó hết cái khung của cái tấm phong màn rồi, cái tấm màn để mà. Rồi, anh chị thấy đây là phía dưới của mặt sau. Mặt sau thì cái bệ của cây này nó nhìn cũng lực, đặc, rễ nhiều, sạch, không có bị hư, không có bị cháy tuột một cái cọng rễ nào hết đó anh chị. Thân cũng vậy, thân thì cũng liền. Đây là ở trên nhìn xuống đó anh chị. Củ cũng tròn, to, dài. Cái tàn của nó hơi dài. Rồi quay ngược lại một vòng nữa. Bởi vì nếu mà quay một vòng tròn thì nó đụng anh chị. Nó đụng với cái vách tường cho nên là khó quay lắm. Em chỉ quay được như thế này thôi. Đây. Ở trên, ở dưới, mặt trước, mặt sau. Cây hoa giấy Mỹ mã số 2, giá của nó là 2.200.000, bao phí vận chuyển. Cây này thì nếu mà đóng thùng vận chuyển thì chắc khoảng tầm cỡ 300-400.000 một cái thùng anh chị. vì cái khổ của nó quá dài. Rồi em xin phép xuống cây. Mã số 3 hôm nay tiếp tục là một cây mai chiếu thủy nu gò công. Đây là loại gò công sắp đế 24 giờ, bể đế nở to và đều. Cây này là cây được nuôi cốt đùa cũng khá lâu rồi anh chị. Hoành đế trên miệng chậu 44 cm, hoành thân 19, chiều cao tạm tính là 12 và tàn ngang tạm tính là 30 cm. So sánh giúp em cái lông bia với cái hoành gốc cũng như là chiều cao của cây. Cái cốt đùa hiện tại bên tay trái màn hình của anh chị thì nó to cỡ 2 lần, 1,5 lần tới 2 lần so với ngón tay cái anh chị. Và cái cốt đùi bên tay phải màn hình nó to cũng cỡ 1,5 lần so với ngón tay cái. Đây là những cây gò công trực lắc lùng, cũng là một cây có tương lai. Sau khi em quay ngang xong thì em sẽ đem máy lại gần cho anh chị xem thật rõ luôn. Cái thẹo hiện tại trên thân của cây thì nó còn cỡ bằng ngón tay trỏ, đó là nó lành 100%. Thẹo trên rễ thì nó đã lành. Đế điều 24 giờ, bể đế đặc luôn anh chị. Phía sau chị Phong thì nó vẫn còn hơi nhỏ hơn so với hai cái cốt đùa bên tay trái và tay phải màn hình hiện tại của anh chị bây giờ. Nhưng mà không quan trọng đâu, một thời gian nữa thì nó cũng sẽ cân đều thôi anh chị. Chi cành thì đóng đúng, đẹp. Cây mai chiếu thủy gò công mã số 3, giá của nó là 3.900.000. Cây này thì em sẽ bó bầu để gửi cây. Hiện tại thì cây đang nằm trong một cái chậu xi măng đường kính ngang là 50 cm anh chị. Mấy cái chậu to như thế này thì mới đủ sức cho cây nó phát triển, nó được đầy đủ hơn cho nó nhanh. Thân lắc rất là có duyên. Mã số 4 hôm nay tiếp tục là một cây sam hương. Đây là loại sam hương được sắp đế từ nhỏ lúc trồng anh chị. Cái bể đế của nó bây giờ thì đều 24 giờ và nở to. Cốt đùi nó cũng to, đã cân với cây. Hoành đế trên miệng chậu 44 cm, hoành thân 22, chiều cao 28 và tà ngang của cây là 42 cm. So sánh giúp em cái lông bia và cái hoành gốc của cây. Cốt đùi hiện tại bên tay trái màn hình của anh chị thì nó to cỡ từ 3 đến 4 lần so với ngón tay cái. Cây sam hương này thì được nuôi cốt đùi cũng khá lâu. Nó cũng cân nhau, nhỏ nhất thì nó cũng cỡ bằng ngón tay cái trở lên rồi anh chị. Thẹo chính trên thân thì nó còn một cái thẹo. Anh chị nhìn thật kỹ giúp em ngay ngón tay em chỉ luôn. Thẹo này thì nó còn cỡ bằng ngón tay trỏ, đó là nó lành. Duy nhất còn một cái thẹo đó thôi anh chị. Cây cũng rất là già, cốt đùi to. Thân cây thì nó hơi xoắn nhẹ một tí xíu. Anh chị nhìn như thế này thì có thể nhận ra là cây nó hơi xoắn nhẹ một chút xíu ha. Cây này được nuôi cốt đùa cũng khá lâu, cũng là một cây đẹp tương lai anh chị. Cây sam hương mã số 4, giá của nó là 3.200.000, bao phí vận chuyển. Cây này thì em sẽ bó bầu để gửi cây. Mã số 5 hôm nay tiếp tục là một cây trang vàng lá nhỏ, mẫu đơn vàng lá nhỏ. Cây này thì cái củ đế của nó nở to. Hoành đế trên miệng chậu 46 cm, hoành thân 26, chiều cao 28 và tà ngang là 39 cm. So sánh giúp em cái lông bia và cái hoành thân của cây. Cây này thì nó có một cái lỗi nhẹ ở ngay thân. Đây là cái lỗi nó bị khuyết thịt, bởi vì một cái nhánh nhỏ nó bị tét lúc trồng, lúc còn nhỏ anh chị. Nó bị tét cho nên nó hơi bị mất thịt một tí xíu cho đó. Nhưng mà phần da cây thì nó cũng đang lành lặn, nó không có bị mục. Mặt trước mặt sau nhìn cây thì cũng có duyên. Cây này là cây trang vàng được tận dụng cái cốt cành. Nó nhanh để mà mình lợp tàn cho nó nhanh đó anh chị. Cốt đồ hiện tại thì nó to cũng cỡ bằng ngón tay út rồi. Đây là những cây trang vàng nằm vườn em hơn 3 năm kể từ khi nó là cây phôi. Cây trang vàng mã số 5, giá của nó chỉ có 700.000, bao phí vận chuyển. Cây này thì em sẽ bó bầu để gửi cây. Giá của nó 700, là nguyên nhân là bởi vì cái phần thân của nó bị hư cho nên là giá rẻ chị ha. Chứ còn cây thì lành lặn, không có bị hư, không bị mục rễ, vẫn phát triển rất là tốt. Mã số 6 tiếp tục là một cây linh sam siêu hoa. Cây này thì hoành thân nhỏ nhưng mà được cái già cây. Đây là những cây linh sam siêu hoa được sửa thân từ nhỏ, lúc trồng là cây phôi anh chị. Hoành đế trên miền chậu 39cm, hoành thân ngay cái tay em chỉ là 9cm, chiều cao 28, tàn ngang là 38. So sánh giúp em cái hộp quẹt với cái hoành thân của cây. Cây này cách đây khoảng một tuần thì được lặt lá vô dây nhôm lại để cho cái chỉnh là cái tàn nhìn cho nó sắc sảo cây anh chị. Anh chị thấy là những cái đoạn thân của nó lắc mà gấp khúc lại với nhau luôn. Tàn thì dày, ấm mịn. Cốt đồ hiện tại thì to bằng cỡ ngón tay cái và đều đều nhau cả cây luôn. Những cây này thời gian nuôi cũng khá lâu rồi. Lặt lá như thế này thì anh chị dễ nhìn thấy dáng mình có thích hay không, dễ chọn lựa hơn nữa. Hiện tại thì anh chị thấy là lá non nó đang ra rất là nhiều. Em đem máy lại gần cho anh chị xem. Cây này không có bị lao chi. Lá non ra thì hoa nó bắt đầu nó nhú luôn, chùm nhóc luôn. Cây linh sam siêu hoa mã số 6 giá của nó là 1.500.000, bao phí vận chuyển và có luôn chậu. Tiếp tục mã số 7 cũng là một cây linh sam siêu hoa. Cây sữa thân từ nhỏ, cốt đùi to và tàn thì ấm mịn rất là đẹp. Hoành đế trên miệng chậu 29cm, hoành thân 10, chiều cao 25 và tàn ngang của cây là 35cm. So sánh giúp em cái hộp quẹt với cái hoành thân của cây. Thân thì xoắn và lắc đều lên tới đỉnh. Cốt đùi hiện tại của cây này thì nó to cỡ ngón tay cái trở lên và rất là đều nhau. Cũng là cây được lặt lá. Những cây lặt lá như thế này thì anh chị rất là dễ nhìn thấy, đẹp hay xấu là dễ thấy nhất, nhanh nhất. Tàn ấm mịn và cốt đùi đã cân. Cây linh sam mã số 7 giá của nó là 1.600.000, bao phí vận chuyển và có luôn chậu. Mã số 8 tiếp tục cũng là một cây linh sam siêu hoa được lặt lá, cây sữa thân từ nhỏ. Hoành đế trên miệng chậu 32cm, hoành thân 8, chiều cao 22, tàn ngang là 35cm. So sánh giúp em cái hộp quẹt và cái hoành thân của cây. Thân lắc lên tới đỉnh, tàn ấm mịn, cốt đùi hiện tại thì to bằng cỡ ngón tay cái và đều đều cả cây. Cây này thì do trong lúc mà vô chậu thì nó bị nứt cái chậu, cho nên là đứa em nó lấy băng keo nó quấn cái chậu lại, chứ sợ nhiều khi là thay chậu khác thì cây nó lại mất sức. Cho nên anh chị nào mà có chốt cây này về thì vui lòng thay dùm em cái chậu khác để cho nó an toàn hơn. Hiện tại thì những cái chỗ nứt đã được xử lý rồi và cũng đã quấn băng keo để hỗ trợ cho nó khỏi bị bể ra anh chị. Nhìn vậy thì nó cũng không được đẹp lắm đâu. Cây này là một cây đẹp. Nghiêng cây cho anh chị xem cái phần thân của nó sát với cái mặt luôn, mặt chậu anh chị thấy nè. Đây, rất là rõ ràng. Nghiêng lên thêm một tí xíu nữa là cho anh chị thấy nó hở ra. Phần thân nó hở ra trên mặt chậu chứ không phải là nó dính liền anh chị ha. Nó ngay ngón tay của em chỉ luôn. Rồi, bên em mua bán thì rất rõ ràng. Tất cả đều phơi bày. Thân lắc, cốt đùi to, tàn ấm, chi cành thì phân bổ rất là đồng đều, đẹp. Cây linh sam mã số 8 giá của nó là 1.700.000, bao phí vận chuyển. Cây này thì em sẽ gửi luôn cái chậu cho anh chị luôn. Mã số 9 hôm nay tiếp tục cũng là một cây dâu tầm ăn, nhưng mà đây là loại dâu trái anh chị. Cây được sửa thân từ nhỏ luôn. Một cây phong cách rất là dễ thương. Hoành đế trên miệng chậu 25cm, hoành thân 11, chiều cao 34 và tàn ngang của cây là 36cm. So sánh giúp em cái lông bia và cái hoành thân của cây. Anh chị thấy là thân ở đoạn giữa nó có những cái đoạn lắc cũng rất là gắt. Hiện tại thì cái cốt đùi của cây này nó to cũng gần bằng ngón tay út rồi anh chị. Và những cái chùm trái nó đang bắt đầu hình thành. Anh chị để ý ngay ngón tay anh chỉ luôn ha. Cho nên là khi mà nhìn thấy những cái chùm trái như vậy thì anh chị hoàn toàn yên tâm. Cây cũng rất là có duyên. Cái củ đế thì tương đối là nở, nhìn cũng lực cây. Cây dâu trái mã số 9, giá của nó là 900.000, bao phí vận chuyển. Cây này thì em sẽ bó bầu để gửi cây. Mã số 10 tiếp tục là một cây linh sam sông hình lá trung. Cây này thì giá cũng rất là dễ chơi. Hoành đế trên miệng chậu 39, hoành thân 20, chiều cao 18, tàn ngang là 28cm. So sánh giúp em cái lông bia và cái hoành thân của cây. Cốt đùi hiện tại của cây này thì nó to bằng cỡ ngón tay cái. Những cái phôi linh sam này thì được nằm vườn cũng khá lâu rồi, hơn 3 năm rồi anh chị. Đây là những cây tán đầu đinh. Chi cành thì cũng phân bổ đồng đều. Tàn còn hơi thiếu một tí xíu, anh chị về vừa chơi vừa nuôi thêm giúp em. Đế cũng chấp nhận được, không tệ lắm. Thẹo trên thân thì cũng còn hơi to anh chị. Cây này thì thẹo còn nhiều, còn hơi to. Dòng linh sam thì rất là lâu cuốn thẹo. Cây linh sam mã số 10, giá của nó chỉ có 700.000, bao phí vận chuyển và có luôn chậu. Cây đã thuần chậu cũng khá lâu rồi, hơn tháng anh chị. Mã số 11 tiếp tục cũng là một cây linh sam sông hình lá trung. Hoành đế trên miệng chậu 44, hoành thân 22, chiều cao tạm tính là 22 và tàn ngang là 34cm. So sánh cái lông bia với cái hoành thân giúp em. Cốt đùi hiện tại của cây này thì nó to cỡ gần 2 lần so với ngón tay cái. Những cây này cốt to, tàn thì cũng còn thiếu. Bề đế tự nhiên và tương đối thì cũng là nở đó, thì tương đối là cũng đẹp. Nở và đều, rất tự nhiên. Chỉ có tàn thì còn hơi thiếu một tí xíu thôi. Cây linh sam mã số 11, giá của nó cũng là 700.000, bao phí vận chuyển và có luôn chậu. Mã số 12 tiếp tục là một cây linh sam sông hình lá trung. Hoành đế trên miệng chậu 42, hoành thân 22, chiều cao 19, tàn ngang là 32cm. So sánh giúp em cái lông bia và cái hoành thân của cây. Cốt đùi hiện tại bên tay phải màn hình thì nó to cỡ bằng ngón tay cái. Thân lắc nhìn cũng có duyên, đặc biệt thì cái giá của nó rất là rẻ. Đế tự nhiên và tương đối là đều. Cây linh sam mã số 12, giá của nó là 700.000, bao phí vận chuyển. Cây này thì em sẽ bó bầu để gửi cây. Mã số 13 tiếp tục cũng là một cây linh sam sông hình lá trung. Cây này thì trong lúc làm nó thì có tận dụng, lúc mà sạc phôi thì có tận dụng những cái cốt cành có sẵn trên cây anh chị, để mà mình nhanh lợp tàn. Còn cái cốt đuôi hiện tại mà mình nuôi từ cái mầm lên thì nó to bằng cỡ ngón tay út thôi, chưa to lắm đâu. Hoành đế trên miệng chậu 35, hoành thân 24, chiều cao 28 và tàn ngang là 42cm. So sánh giúp em cái lông bia với cái hoành thân của cây. Cây này thì nằm vườn được khoảng 2 năm. Cốt đùi hiện tại nó đều bằng cỡ ngón tay út trở lên một tí xíu thôi, không to lắm. Vậy thế là những cái cốt cành tận dụng thì nó luôn luôn là đơ, nó thẳng chứ nó không có những cái đoạn co lắc giống như là những cái cốt đùa mà mình nuôi từ cái mầm lên đó anh chị. Mình có vô dây mình bẻ co rồi nhìn nó lực đẹp. Cây linh sam mã số 13, giá của nó chỉ có 700.000, bao phí vận chuyển. Cây này thì em sẽ bó bầu để gửi cây. Mã số 14 tiếp tục cũng là một cây linh sam sông hình lá trung. Cây này là cây được sửa thân từ nhỏ, bệ đế nở to, thân lắc. Hoành đế trên miệng chậu 36cm, hoành thân 15, chiều cao 40 và tà ngang của cây là 46cm. So sánh cái lông bia và cái hoành thân giúp em. Cốt đồ hiện tại của cây này thì to bằng cỡ ngón tay cái và rất là đều nhau. Thân lắc cũng rất là dễ thương. Bệ đế thì nở và đều, tự nhiên. Cây linh sam mã số 14, giá của nó là 800.000, bao phí vận chuyển. Cây này em cũng sẽ bó bầu để gửi cây cho anh chị, vì hiện tại nó đang nằm trong một cái chậu nhựa anh chị. Mã số 15 hôm nay tiếp tục là một cây linh sam siêu hoa. Cây này là cây được sửa thân từ nhỏ và cốt đùi cũng tương đối là to, đã cân với cây. Hoành đế trên miệng chậu 34cm, hoành thân 15, chiều cao 24 và tà ngang của cây là 40cm. So sánh giúp em cái lông bia với cái hoành thân của cây. Cốt đùi hiện tại của cây này thì nó to cỡ gần 2 lần. so với ngón tay cái. Nhìn rất là lực. Những cái đoạn lắc của cây nhìn cũng có duyên lắm chị. À, mặt sau, đây là phía dưới của mặt sau. Do thân cây nó lắc và nó hơi lùn cho nên là em phải đem máy lại gần cho anh chị xem thật rõ cái thân của nó luôn. Rồi, quay cây ra mặt trước. Cây linh sam mã số 15. Giá của nó là 1.100.000, 1.100.000 bao phí vận chuyển. Cây này thì em sẽ bó bầu để gửi cây. Mã số 16 tiếp tục cũng là một cây linh sam siêu hoa, được sửa thân từ nhỏ, cốt đùi cũng to. Hoành đế 36cm, hoành thân 15, chiều cao 25 và tàn ngang là 38cm. So sánh giúp em cái lông bia với cái hoành thân của cây. Cốt đùi hiện tại của cây này thì to hơn ngón tay cái một tí xíu. Thân lắc lên tới đỉnh. Tàn thì cũng tương đối là đầy đủ rồi, nhưng mà bà vẫn chưa được cân đối lắm. Chưa cân với cái thân cây thôi. Anh chị cần phải nuôi thêm cho nó đẹp. Cây linh sam mã số 16 giá của nó là 900.000 bao phí vận chuyển. Cây này thì em sẽ bó bầu để gửi cây. Mã số 17 hôm nay tiếp tục cũng là một cây linh sam siêu hoa. Cây này là cây được trồng trong ống nhựa 90. Rễ thì buông dài trên mặt chậu, anh chị nhìn rất là dễ thấy. Thân lắc, cốt đùi to và đã cân với cây. Hoành đế trên miệng chậu 26cm, hoành thân ngay cái tay em chỉ là 19cm, chiều cao tạm tính là 44 và tàn ngang tạm tính là 50cm. So sánh cái lon bia và cái hoành thân giúp em. Cốt đùi hiện tại của cây này thì nó to cỡ 1,5 lần so với ngón tay cái. Vậy thế là những cái cốt đùi của cây này được nuôi cũng khá kỹ. Trong tương lai nó là một cái cây cũng đẹp anh chị. Những cây mà được trồng trong ống nhựa như thế này thì phù hợp với những anh chị nào mà thích trồng cây cho ôm đá, hoặc là mình ghép cây lên tiểu cảnh cũng được anh chị. Nhìn rất là có duyên. Thân lắc mềm mại. Cây linh sam mã số 17 giá của nó là 1.000.000 bao phí vận chuyển. Cây này em sẽ bó bầu để gửi cây. Mã số 18 tiếp tục cũng là một cây linh sam xí hoa. Cây này được sửa thân từ nhỏ. Hoành đế trên miệng chậu 38, hoành thân 20, chiều cao 19, tàn ngang là 28cm. So sánh cái lông bia và cái hoành thân giúp em. Cốt đùi hiện tại của cây này thì nó to bằng cỡ ngón tay cái. Cây linh sam mã số 18 giá của nó chỉ có 600.000 bao phí vận chuyển và có luôn chậu. Mã số 19 hôm nay là một cây mai chiếu thủy da đen lá lớn. Cây này được nuôi rất là lâu rồi anh chị. Cốt đùi hiện tại anh chị thấy là nó liền lạc với cái thân luôn rồi, còn không nhận ra được đâu là cái cốt đùi và đâu là cái thân luôn. Ngang nhau. Hoành đế trên miệng chậu 35cm, hoành thân 15, chiều cao 14 và tàn ngang của cây là 22cm. So sánh giúp em cái lông bia và cái hoành thân của cây. Cốt đùi hiện tại của cây này thì nó to cỡ 2 lần so với ngón tay cái và nó liền với cái thân luôn, không còn nhận ra được nữa đâu. Bể đế của nó đều 24 giờ và nhìn rất là lực. Trên thân cây thì lúc trước em có rọc một số cái thẹo và bây giờ nó đã lành luôn rồi. Bể đế đẹp. Cây này cũng là một cây tương lai. Nhìn rất là có duyên. Ở phía cái cốt đùi bên tay phải màn hình của anh chị thì em vẫn đang thả lan để cho nó to ra. Rồi sau đó thì em mới bấm thúc. Nó vẫn chưa được điều. Cây mai chiếu thủy mã số 19 giá của nó là 3.900.000 bao phí vận chuyển. Cây này thì em sẽ bó bầu để gửi cây. Anh chỉ biết là cái cây mục nó có tí xíu như thế này thôi, nhưng mà đến thời điểm này thì nó khoảng 6 năm nằm vườn em, khoảng 6 năm anh chị. Mã số 20 tiếp tục là một cây sam núi trái của miền Tây trồng. Cây này là cây được sửa thân từ nhỏ. Hoành đế 19, hoành thân 14, chiều cao 16, tàn ngang là 22cm. So sánh giúp em cái lông bia và cái hoành thân của cây. Cốt đuôi hiện tại của cây này thì nó to bằng cỡ ngón tay cái anh chị. Đây là những cây sam trái mà được nuôi cốt đuôi cũng khá kỹ. Thân lắc cũng gắt lắm. Thông thường thì ở mặt sau anh chị rất là dễ nhìn thấy được cái độ lắc. Và đẹp hay xấu thì cũng dễ nhìn ra lắm. Những cái đoạn lắc của nó tỷ lệ cũng khá đẹp. Cây sam trái mã số 20 giá của nó là 700.000 bao phí vận chuyển. Mã số 21 tiếp tục cũng là một cây sam núi trái của miền Tây trồng. Cây được sửa thân từ nhỏ và lặt lá như thế này thì anh chị rất là dễ nhìn thấy được chi cành của nó phân bổ như thế nào. Hoành đế trên miệng chậu 18cm, hoành thân 12, chiều cao 12, tàn ngang là 26cm. So sánh giúp em cái hộp quẹt với cái hoành thân của cây. Cốt đùi hiện tại của cây này thì nó cũng cỡ bằng cái thân cây viết thôi anh chị. Chưa bằng ngón tay út đâu. Thân lắc cũng rất là dễ thương. Cây sam trái mã số 21 giá của nó chỉ có 600.000 bao phí vận chuyển. Mã số 22 tiếp tục cũng là một cây sam trái của miền Tây trồng. Hoành đế trên miệng chậu 20cm, hoành thân 12, chiều cao 12, tàn ngang là 26cm. So sánh giúp em cái lon bia với cái hoành thân của cây. Cốt đùi hiện tại của cây này thì nó to bằng cỡ thân cây viết đó anh chị. Thân lắc nhìn rất là có duyên. Đế thì có mấy cọng nhưng mà nhìn cũng lực anh chị. Cũng phân bổ đồng đều. Cây sam trái mã số 22 giá của nó là 700.000 bao phí vận chuyển. Cây này em cũng đặt lá để cho anh chị có thể thấy được toàn bộ cái chi cành thân rất là dễ nhìn thấy. Đẹp hay xấu là anh chị biết liền luôn. Dễ thương. Rồi xuống cây. Mã số 23 hôm nay tiếp tục là một cặp me chua. Cặp me này được sửa thân từ nhỏ. Thân lắc không cây nào giống cây nào hết. Ở cây bên tay trái màn hình của anh chị. Hoành đế 36, hoành thân 9, chiều cao 32 và tàn ngang là 39cm. Và ở cây bên tay phải màn hình. Hoành đế 36, hoành thân 8, chiều cao 29, tàn ngang là 35cm. So sánh giúp em cái hộp quẹt để giữa hai cây. Anh chị thấy là cái hoành thân của nó to hơn hộp quẹt có tí xíu thôi. Nhưng mà cốt đùi thì nó to bằng cỡ thân cây viết. Và gần có nơi là nó cũng gần bằng ngón tay út lên anh chị. Đây cũng là những cây me chua được nuôi cốt đùi kỹ. Những cây phong cách. Tàn thì nó vẫn còn thiếu. Anh chị về vừa chơi vừa nuôi thêm giúp em. Đa số thì những cây me này người ta sửa rễ từ nhỏ, cuộn ta gối rễ anh chị, nó tạo ra được cái bộ rễ rất là quái, nổi hẳn lên trên mặt chậu luôn. Vườn em thì chuyên đi mua phôi về và sau đó thì nuôi cây. Cặp me mã số 23 giá của nó chỉ có 900.000 bao phí vận chuyển. Cặp cây này thì em sẽ bó bầu để gửi cây. Mã số 24 hôm nay tiếp tục là một cặp trang sen lá nhỏ. Đây là những cây trang sen được xử lý cái củ đế lúc mà trồng làm cây phôi anh chị. Cây còn nhỏ cho nên là bề đế của nó nở to và nhìn rất là giót cây. Ở cây bên tay trái màn hình của anh chị. Hoành đế 30, hoành thân 13, chiều cao 15, tàn ngang là 16. Và ở cây bên tay phải màn hình. Hoành đế 28, hoành thân 16, chiều cao 18, tàn ngang là 19cm. So sánh giúp em cái lon bia để ở giữa hai cây. Hoành cây cũng khá to và giót. Anh chị nhìn cây của nó giót như là một cái mục măng. Đế đều rất là tự nhiên. Nhìn lực cây. Trang sen thì hoa nở rất là lâu tàn. Cặp trang sen mã số 24 giá của nó là 800.000 bao phí vận chuyển và có luôn một cặp chậu. Cặp cây này thì dễ thương. Giá nó cũng rất là phù hợp, dễ chơi. Mã số 25 hôm nay gồm có hai cây. Một cây là linh sam sông hình loại gieo hạt. Và một cây là bông bụp Đài Loan. Ở cây bên tay trái màn hình của anh chị là một cây linh sam sông hình loại gieo hạt, hoành đế 25, hoành thân 14, chiều cao 14, tàn ngang là 18 cm. Và ở cây bên tay phải màn hình là một cây bông bụp Đài Loan, hoành thân 4 cm, chiều cao 20 và tàn ngang của cây là 15 cm. So sánh giúp em cái bông bụp Đài Loan thì so sánh với cái thân cây viết, còn cây linh sam thì so sánh giúp em với cái lon bia. Hai cây hai dáng khác nhau. Cốt đùi của cây bông bụp thì nó cũng khá to rồi anh chị, cỡ cây viết luôn á. Cây này em nuôi cũng lâu rồi. Còn cây linh sam gieo hạt thì rễ rất là quái, cốt đùa nó cũng to rồi, cỡ bằng ngón tay út trở lên đó anh chị, gần bằng ngón tay trỏ luôn rồi. Cặp linh sam và bông bụp mã số 25, giá của nó là 800.000, bao phí vận chuyển và có luôn một cặp chậu. Mã số 26 hôm nay là một cặp mai chiếu thủy lá kim giòn. Cặp cây này được hình thành từ những cái cọng rễ tuyển chọn. Ở cây bên tay trái màn hình của anh chị, hoành thân 5, chiều cao 14, tàn ngang là 14. Và ở cây bên tay phải màn hình, hoành thân cũng là 5, chiều cao 15, tàn ngang là 14 cm. So sánh giúp em cái thân cây viết để ở giữa hai cây. Cốt độ hiện tại của cả hai cây này thì nó cũng to gần bằng cái thân cây viết luôn rồi anh chị. Đây là những cái cây được nuôi cốt đùi cũng khá lâu. Và anh chị biết kim giòn thì hoa của nó là quanh năm và rất là xiên hoa. Tuy rằng là những cái cọng rễ nhưng mà được nuôi cốt đùi cũng khá kỹ, lâu. Cặp kim giòn mã số 26, giá của nó là 500.000, bao phí vận chuyển và có luôn một cặp chậu. Mã số 27 tiếp tục cũng là một cặp mai chiếu thủy lá kim giòn. Cặp này được hình thành từ những cái cọng rễ tuyển chọn luôn. Ở cây bên tay trái màn hình của anh chị, hoành thân 5, chiều cao 6, tàn ngang là 9. Và ở cây bên tay phải màn hình, hoành thân đoạn nhỏ nhất là 3 cm, chiều cao 9, tàn ngang là 12 cm. So sánh giúp em cái cây viết để giữa hai cây. Anh chị thấy là cái cây bên tay trái màn hình của anh chị, cái cốt đùi nó to mà nó cân với cái cây luôn rồi. Đây là những cây kim giòn được nuôi cũng khá lâu rồi anh chị. Và cây bên tay phải màn hình là một cây phong cách rất là đẹp. Em sẽ nhờ đứa em nó bưng cái cây lại gần để cho anh chị xem. Rồi xoay nhẹ cái cây. Rất là dễ thương. Còn cây kim giòn bên tay trái màn hình thì cốt đuôi nó to gần bằng ngón tay út luôn rồi anh chị. Để ngón tay út vô cho anh chị dễ hình dung cái cốt đuôi, chứng tỏ thời gian nuôi nó rất là lâu. Cặp kim giòn mã số 27, giá của nó chỉ có 600.000, bao phí vận chuyển và có luôn một cặp chậu. Đây cũng là cặp cây cuối cùng trong clip ngày hôm nay. Xin chào tạm biệt tất cả các anh chị. Mình hẹn gặp lại trong clip sau.